nhân lúc bóng đá tạm hoãn do Covid-19, Daniel James, cầu thủ chạy cánh hàng đầu của Manchester United, tranh thủ thể hiện tình yêu dành cho huyền thoại cầu lông Lee Chong Wei, người Malaysia. Theo tiền vệ 22 tuổi người xứ Wales, Lee Chong Wei xứng đáng có ít nhất một danh hiệu vô địch thế giới và Olympic. Trên thực tế, Lee Chong Wei thật không may khi chấm dứt sự nghiệp mà giấc mộng chưa thành. Anh đều có 3 lần vào chung kết cả Olympic lẫn giải vô địch thế giới, nhưng đều chiến bại. Dù vậy, những bước di chuyển của anh đã mê hoặc Daniel James. Tôi luôn cực kỳ ngưỡng mộ Lee Chong Wei. Anh ấy thật không may khi chẳng vô địch thế giới lần nào. Tôi luôn thích xem anh ấy trên sân. Thật không thể tin nổi, bằng cách di chuyển, anh ấy biến trận đấu trở thành dễ dàng. Thi đấu cho Quỷ Đỏ gần 30 trận tại Premier League mùa này, Daniel James thừa nhận từng xem rất nhiều trận đại chiến giữa hai siêu kình địch Lee Chong Wei và Lindan. Anh cũng rất hứng thú với cuộc so kè giữa hai tay vợt cầu lông thuộc hàng vĩ đại nhất trong thế hệ của họ. Daniel James thậm chí còn bắt chước động tác của Lee Chong Wei khi đánh bại Lindan 22-20, 15-21 và 21-4 ở bán kết giải vô địch châu Á năm 2016. Tôi luôn xem mọi trận chung kết giữa anh ấy với Lindan, Daniel James khẳng định. Tôi từng xem một trận anh ấy ngược dòng thắng Lindan sau khi thua 7-14. Tôi nghĩ rằng anh ấy luôn thi đấu xuất sắc. Giờ đây anh ấy đã giải nghệ, nhưng anh ấy đúng là một tay vợt vĩ đại. Điều thú vị là Lee Chong Wei rất hâm mộ Manchester United. Và Daniel James cùng Lee Chong Wei từng bỏ lỡ cuộc gặp gỡ để đời. Đó là lần Manchester United đến Singapore du đấu trước mùa giải. Daniel James không biết Lee Chong Wei đang ở ngoài sân ký tặng người hâm mộ. Nếu ở đó, tôi đã có một cuộc trò chuyện ra trò với anh ấy, Daniel James tuyên bố. Khi có người bảo tôi rằng anh ấy đang ở đây, tôi nhắn tin cho anh ấy ngay. Tôi nào có biết anh ấy là fan cuồng của Manu. Chỉ khi vào Instagram của anh ấy, tôi mới thấy điều đó. Tôi nhắn với anh ấy rằng tôi thật sự không thể ra gặp anh. Tôi chỉ đành xin lỗi anh ấy và từ đó chúng tôi thường xuyên liên lạc và anh ấy thường chúc tôi vào trận may mắn. Daniel James nói thêm, anh ấy thậm chí còn gửi tặng áo có chữ ký và một cây vợt. Tôi cũng gửi tặng anh ấy áo đấu của mình. Nhân dịp này, Daniel James tiết lộ lý do tại sao yêu thích Lee Chong Wei. Hóa ra từ nhỏ, anh đã chơi cầu lông sau mỗi trận đá bóng. Tôi bắt đầu chơi cầu lông lúc 9 tuổi. Tôi cho rằng đó là do ảnh hưởng từ ông anh lớn hơn 3-4 tuổi. Đến nay, anh ấy vẫn còn chơi cầu lông. Lúc đó, tôi mê bóng đá, nhưng cũng thích cầu lông. Tôi chỉ dừng chơi cầu lông lúc 12 tuổi do ký hợp đồng với Hull. Đó là hợp đồng toàn thời gian, nên tôi không rảnh chơi cầu lông vào cuối tuần vì phải đá bóng.